Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm thời tiết ở khu vực Bắc Bộ đang có trạng thái khác nhau. Nếu như ở phía đông các tỉnh đồng bằng và tại ven biển, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, ngoài trời khá âm u, trời nhiều mây, kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn, thì tại phía Tây Bắc Bộ, trời trong xanh, ít mây và nắng đã bắt đầu lên từ sớm. Có sự khác biệt về thời tiết này là do vào sáng sớm, hai khu vực tiếp tục chịu sự chi phối của hai hình thế thời tiết khác nhau. Ở tại phía Đông Bắc Bộ thì đới gió Đông Nam dầu ẩm từ biển thổi vào, khiến trời ẩm và se lạnh. Còn với khu vực ở phía Tây Bắc Bộ thì vùng áp thấp nóng ở phía Tây vẫn đang hoạt động mạnh nên thời tiết chủ đạo sẽ là nắng. Nhưng sự khác biệt này không còn kéo dài lâu, vì khoảng sau 9 giờ sáng nay thì vùng áp thấp nóng ở phía Tây sẽ mở rộng hơn về phía Đông, lấn át gió ẩm, trời chuyển nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ tăng lên trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Riêng vùng núi Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Cạn nhận nhiều nhiệt lượng từ vùng áp thấp ở phía Tây, nên nhiệt độ sẽ lên tới là 31 cho đến 33 độ. Trong khi đó, tại khu vực ở phía Tây Bắc Bộ thì nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng, với nhiệt độ tăng theo từng giờ và cao nhất phổ biến ở mức từ 34 cho đến 36 độ. Một số nơi như ở Mường La, Sơn La, Mường Lay, Điện Biên, Mường Tè, Lai Châu hay là ở Hòa Bình xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ còn có thể cao tới 37 cho đến 38 độ. Khả năng là ngày hôm nay sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt này, vì dự báo là từ khoảng chiều tối ngày mai 14 sang đến ngày 15 tháng 4, khi có một đợt không khí lạnh yếu dịch chuyển xuống khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, thì thời tiết sẽ chuyển biến, mưa rào và dông xuất hiện, đi kèm với đó là tình trạng giảm nhiệt. Từ ngày 15 tháng 4 thì nắng nóng chấm dứt trên khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Vùng áp thấp nóng ở phía Tây mở rộng xuống cũng khiến cho ngày hôm nay vùng núi ở phía Tây như tại Tương Dương, Nghệ An, Khe Sanh, Quảng Trị, Nam Đông, Huế trời có nắng mạnh và khô nóng với mức nhiệt trưa chiều đạt ngưỡng là 35 cho đến 37 độ. Các khu vực còn lại ở miền Trung trong ngày cũng có nắng trải đều trên khắp khu vực. Khu vực ven biển từ các tỉnh Thanh Hóa cho tới Đà Nẵng và Quảng Nam, nhiệt độ mức nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 29 cho đến 34 độ. Các tỉnh từ Bình Định cho đến Bình Thuận thì thời tiết ổn định hơn, nhiệt độ trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Lùi xuống phương Nam thì ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày nắng nóng. Khu vực có nhiệt độ cao nhất tiếp tục xảy ra tại miền Đông Nam Bộ bao gồm các tỉnh như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Cái nắng gay gắt diễn ra cả ngày, trưa chiều thì mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ, có nơi còn lên trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và ở miền Tây Nam Bộ nhiệt độ dịu hơn đôi chút với mức nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ ở tại Tây Nguyên và từ 34 cho đến 35 độ ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Một số nơi như ở Châu Đốc, An Giang, Cao Lãnh, Đồng Tháp hay là Long An thì cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35 độ. Trên biển thì gió trên vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, gây biển động. Dự báo tình trạng gió mạnh ở vịnh Bắc Bộ có khả năng duy trì đến hết ngày 14 tháng 4. Khu vực Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết ổn định, mưa rào và dông xảy ra ở vài nơi, gió thổi yếu cấp 3 cho đến cấp 4, biển không động. Như vậy là mưa phùn, sương mù tại khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ còn kéo dài trong buổi sáng nay. Còn lại từ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ xuống đến khu vực vùng núi, các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đều đang tăng nhiệt, nhiều nơi sẽ xảy ra nắng nóng. Bản tin thời tiết sáng ngày 13 tháng 4 cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.